Văn hóa Hạ Long là một nền văn hóa cổ. Cho đến nay đã có khoảng gần 50 di tích văn hóa Hạ Long được phát hiện trên các đảo của Vịnh Hạ Long, cũng như dọc bờ biển từ Móng Cái đến Vân Đồn, với đặc trưng chung về loại hình, kỹ thuật chế tác công cụ đá và đồ gốm có niên đại từ 5.000 đến 3.000 năm cách ngày nay. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, người cổ Hạ Long cư trú chủ yếu trên các cồn cát, đượn cát, bãi triều, cửa sông, ven biển, chỉ một số ít sống trong các hang động đá vôi. Họ sống thành những làng nhỏ, nhỏ hơn làng của cư dân cùng thời ở Trung Du và Châu Thổ Bắc Bộ. Phần lớn người cổ Hạ Long sống sát bờ biển, trên các đượn cát không cao lắm. Hiện nay tại huyện Vân Đồn vẫn còn một di chỉ như thế với tên gọi là Ba Phũng. Thưa quý vị và các bạn, Ba Vũng hay còn gọi là Ba Vụng là địa danh chỉ ba vụng biển nhỏ nằm ở phía đông xã Hạ Long trên đảo Cái Bầu. Ba Vũng gồm Vũng Tây, Vũng Giữa và Vũng Đông. Tại Vũng Đông có một đượng cát rộng lớn cao hơn mực nước biển khoảng 2,5 m. Tại đây thì các nhà khảo cổ đã khai quật và phát hiện một di tích tiền sử lớn. Cuối năm 2001, di chỉ Ba Vũng được Viện Khảo Cổ Học khai quật với tổng diện tích 127 m². Theo báo cáo khai quật, địa tầng Ba Vũng còn nguyên vẹn, lớp mặt dày 0,5 m, không di vật, tầng văn hóa dày trung bình 0,6 m. Sinh thổ có một lớp cát trắng, ngả vàng, không tạp chất, phía dưới là cát hạt thô to hơn, không có di vật khảo cổ. Tại các hố khảo cổ thu được một bát gốm nguyên và hơn 100.000 mảnh gốm và một số di vật khác. Về đồ đá, chủ yếu là đá nguyên liệu, còn lại là công cụ như cưa, dao, mũi lao, mũi tên, búa, công cụ nghè đẽo. Đến cuối năm 2003, di chỉ Ba Phũng được khai quật lần thứ hai và tiến hành khai quật lần thứ ba vào năm 2005. Đây là một trong những di tích đã được Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định công nhận. Và di tích này gọi là di tích di chỉ Ba Vũng của thôn 3 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Những cái trong quá trình khai quật thì các cái hiện vật cho thấy rằng đây là một di tích có các cái hiện vật liên quan đến cái thời kỳ đến hậu kỳ đá mới và có liên quan đến cái tầng văn hóa của Hạ Long. Nó cũng rất gần với lại Sơ Nhụ. Các cái hiện vật ở đây chủ yếu là hiện vật là gốm và các cái hòn mài, rồi là các cái đồ mà liên quan đến phục vụ cho săn bắt, hái lượm. Dựa vào kết quả khai quật, các nhà nghiên cứu đã đoán định Ba Vũng là một công xưởng chế tác gốm, mũi khoan bằng đá bán quý thuộc giai đoạn muộn của văn hóa Hạ Long. Qua giám định có niên đại từ 4.800 năm đến 3.900 năm cách ngày nay. Đặc biệt, chỉ trong diện tích 18 m² tại đợt khai quật năm 2005, đoàn khai quật đã thu được trên 400 mũi khoan, gần 600 phác vật mũi khoan, hàng trăm nghìn mảnh tước, phế vật của quá trình chế tác mũi khoan. Điều này khẳng định Ba Vũng là một công xưởng chế tác mũi khoan bằng đá bán quý có quy mô lớn nhất trong hậu kỳ đá mới Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là cư dân Ba Vũng ngày ấy đã sử dụng thành thạo kỹ thuật tu chỉnh ép, một kỹ thuật đỉnh cao của nghề chế tác đá thủ công. Ba Vũng được coi là một trong những ngôi làng ven biển thịnh vượng đầu tiên của Việt Nam. Cư dân ở đây sống chủ yếu bằng săn bắt, hái lượm và trao đổi các sản phẩm chế tác công cụ với các nhóm cư dân khác cùng thời. Ngoài giá trị về lịch sử văn hóa, Ba Vũng còn được thiên nhiên ưu đãi có cảnh quan môi trường phong phú đa dạng với các bãi bồi, núi đá ven biển, suối, lạch biển, tạo ra giá trị độc đáo về cảnh quan môi trường là điều kiện để huyện Vân Đồn quy hoạch vùng bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đặc biệt này.